Điều gì thú vị ở sự kiện hơn 2.000 người ẵm chó cưng tham dự? Sáng ngày 29 tháng 6, Ngày Hội Thú Cưng Việt Nam Pet Festival 2024 lần thứ 6 tổ chức trong khuôn viên phim trường ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 2.000 người ẵm chó cưng đến tham gia. Đằng sau sự kiện là một điều hết sức xúc động với những người yêu chó mèo ở Việt Nam. Ngày Hội Thú Cưng diễn ra liên tiếp trong 2 ngày, 29 và ngày 30 tháng 6. Ngày đầu tiên có các cuộc thi, nội dung giao lưu dành cho chó cưng như Chó đẹp Việt Nam mở rộng, Nhà thiết kế thời trang chó, Chạy đua, Giao lưu hội chó Corgi và Bung Pháp lần 2. Ngày thứ hai là cuộc thi Mèo đẹp Việt Nam mở rộng, Thiết kế thời trang cho mèo. Hơn 2.000 người có mặt tại Ngày Hội Thú Cưng ngày 29 tháng 6. Điểm đặc biệt ý nghĩa của chương trình năm nay đó là mỗi thú cưng đăng ký dự thi sẽ đóng khoản phí 79.000 đồng, sau đó được ban tổ chức trích ra 50.000 đồng để ủng hộ cho các trạm cứu hộ động vật, giúp đỡ những chó, mèo bị bỏ rơi, bệnh tật. Không khí náo nhiệt của Ngày Hội Thú Cưng, những chú chó Corgi được chủ nhân dẫn đến dự thi hạng mục chó đẹp. Ban giám khảo xét giải dựa trên những tiêu chí như lông mượt, móng được cắt tỉa gọn gàng, khung xương, hộp sọ, sự thân thiện. Gia đình chị Đức Hạnh, quận Bình Thạnh, hộ tống chú chó cưng đến tham gia cuộc thi chó và vỡ òa khi giành được giải chó Corgi được đẹp nhất. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn chó tham gia ngày hội, không khí hôm nay rất đông vui. Tôi xem chó cưng như một thành viên trong gia đình nên chăm sóc và dành nhiều yêu thương, chị Hạnh chia sẻ. Chú chó của anh Trần Quốc Vệ, quận 6, dù đã 5 tuổi nhưng vẫn xuất sắc vượt qua hàng chục đối thủ để giành giải chó Corgi cái đẹp nhất. Tham gia ngày hội, mình có dịp dẫn chó cưng đi giao lưu, gặp gỡ nhiều bạn bè, trò chuyện để học hỏi cách chăm sóc tốt hơn, anh Vệ chia sẻ. Anh Nguyễn Hồng Nhân, 33 tuổi, bìa trái, ban giám khảo cuộc thi mèo đẹp chia sẻ, tôi rất vui khi cộng đồng yêu chó, mèo ở Việt Nam ngày càng phát triển. Càng ngày, mọi người càng có ý thức hơn trong việc chăm sóc thú cưng của mình. Ngày hội này thật sự ý nghĩa, mang thông điệp chó mèo là bạn, không phải thức ăn lan tỏa đến cộng đồng. Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi dog show dành cho những chú chó giống thuần chủng được huấn luyện chuyên nghiệp. Trong hình là những chú chó giống dắt Russell Terry đang đỏ dáng. Handler, người chuyên dắt chó đi thi sẽ dẫn chó đi, chạy, tạo dáng đứng chuẩn để ban giám khảo đánh giá với các tiêu chí như thần thái, khung xương, đầu thủ, dáng chạy, chất lông để chấm điểm. Trong hình ban giám khảo đang đánh giá một chú chó hờ mông cộc, một trong tứ đại danh khuyển của Việt Nam. Một chú chó giống English Setter đang tạo dáng. Một chú chó Poodle đang nghỉ ngơi sau khi tham dự dog show. Ông Đoàn Minh Thuận, đại diện ban tổ chức Ngày Hội Thú Cưng chia sẻ, đây là sự kiện cộng đồng tiên phong và giữ được sự duy trì tại Việt Nam từ năm 2018 đến nay. Mỗi năm đều có sự phát triển về quy mô tổ chức, nội dung chương trình và số lượng người tham gia. Tham gia sự kiện, thú cưng có cơ hội được thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí từ các đơn vị thú y, được bốc thăm trúng thưởng các phần quà đến từ các nhãn hàng thực phẩm, thuốc dành cho thú cưng. Nhiều chú chó đến với ngày hội được chủ nhân đầu tư trang phục, phụ kiện ngộ nghĩnh. Không khí lễ hội đông đúc, náo nhiệt suốt cả ngày.